huyền thoại võ thuật Lý Tử Long có một câu nói rất nổi tiếng như sau: tôi không sợ người luyện tập 10.000 cú đá dù chỉ một lần, mà chỉ sợ người thực hành một cú đá 10.000 lần. Đúng như vậy, người chăm chỉ luyện tập tới mức thuần thục một động tác còn đáng sợ hơn người tập vô vàn động tác nhưng chỉ một vài lần. Câu nói đó không chỉ đúng trong võ thuật mà còn đúng với mọi lĩnh vực. Trong công tác dạy và học của Trung tâm Ngoại ngữ Coraling cũng giống như vậy. Khi bạn đặt tâm trí của mình vào một điều gì đó, bạn sẽ phải sẵn sàng cho mọi thứ. Và điều đó đòi hỏi cả sự kiên nhẫn, sự thất vọng và thậm chí là phải thay đổi cả chiến lược để đạt được nó. Bạn càng bền bỉ, càng kiên trì thì dù khó khăn đến bao nhiêu nữa, bạn cũng sẽ vượt qua để rồi chạm tới đỉnh của thành công. Với nguyên tắc học tập và làm việc như vậy, chúng tôi tự hào nói rằng khi đến với Trung tâm Ngoại ngữ Coraling, học viên sẽ được học tập trong môi trường tốt nhất, với tinh thần học tập cao nhất và chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Trong năm 2021, toàn thế giới đã phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid. Trong 6 tháng phải tạm dừng hoạt động trực tiếp tại trung tâm, vừa để an toàn trong công tác phòng chống dịch, nhưng vẫn không làm gián đoạn đến quá trình học tập của các học viên. Coraling đã nhanh chóng chuyển mình sang trạng thái thích ứng, an toàn và linh hoạt. Quấn gì? Này. Hoán gì? Này. Ừ, cô thấy anh chị rồi. Ừ. Mình chưa thấy Phạm Thanh lời ý này. Nguyên Đắc Công. Dạ có. Bắt cá mê cái nhoi. Chuẩn, Vũ Hiểu, Gia Mỹ. Bây giờ cô sẽ điểm danh lớp mình nhá. Nguyên Quang Hưng. Đê. Phạm Thị Sao. Đê.
ai có chí thì góp cái nữa. Và chúng tôi cũng rất là thương. Bằng cái tình cảm đó thì chúng tôi gửi lời đến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ơi, hãy cố lên. Tất cả vì đồng bào miền Nam ruột thịt. Miền Nam đang kêu gọi. Các đồng chí đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Lửa tắt đèn tôi vẫn có nhau, thương nhau như bầu bí trong gian cơ lâu. Đến lúc lớn tôi quên vì để nhau lâu, lúc mắt thấy tình nghe tình như từ khốn khó là sẽ chia chẳng bao xa hẹn. Người giúp người dù là ở đâu, khi nỡ hay khi đói vẫn nghĩ về nhau. Mỗi người chúng ta hãy cố gắng lạc quan, giữ người thân yêu của mình trong tầm tay. Hãy tin rằng mọi việc sẽ tốt dần lên và chúng ta sẽ tiếp tục sống với những gì mà chúng ta đang theo đuổi. Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua, buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới.